Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 3, mô đun 32 led đường nút nhẫn của môn thực hành vì điều khiển bit. Nội dung thứ nhất, điều khiển mô đun 32 led đường. Thực hiện mục thứ tư, điều khiển 32 led đường dùng lệnh for. Bài mẫu 301, điều khiển 8 led chớp tắt. Sau khi chúng ta đã xong chương 2, biết cách sử dụng phần mềm CCS và phần mềm BitKit 2, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang chương 3. Và bài đầu tiên của chương 3 chính là bài 301. Mục đích của bài này là biết điều khiển 8 led chớp tắt. Thứ hai, biết dùng các hàm xuất dữ liệu cho module 32 led. Thứ ba là biết vẽ lưu đồ điều khiển 8 led chớp tắt. Thứ tư, biết viết chương trình quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là vẽ sơ đồ khối, phân tích, tìm ý tưởng. Bước thứ hai là vẽ lưu đồ. Bước thứ ba là viết chương trình. Bước thứ tư là biên dịch và nạp file head vào vi điều khiển. Bước cuối cùng là quan sát kết quả trên kit vi điều khiển để đánh giá đúng sai. Đối với các yêu cầu đơn giản, ví dụ như bài này khá đơn giản, cho nên chúng ta có thể bỏ qua bước 1 và đi sang bước 2. Bước 2, tiến hành vẽ lưu đồ. Có hai lưu đồ, đây là lưu đồ của chương trình chính, tiến hành cấu hình, khởi tạo bọt, 8 led chớp tắt rồi lặp lại. Lưu đồ con 8 led chớp tắt, tiến hành tắt 8 led delay, sáng 8 led delay rồi trở về. Sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện kit vi điều khiển biton.c. Đây là file thư viện luôn luôn có trong các chương trình. Tiếp theo là chương trình con 8 led chớp tắt với thông số DNL là delay. Hàm xuất 32 led đơn 4 byte với 4 byte đều bằng 0. Khi thực hiện hàm này thì nó sẽ xuất 4 byte 0 ra module 32 led đơn, làm cho 32 led đơn tắt. Delay mili giây với thông số là DNL. Tiếp tục gọi hàm xuất 32 led đơn 4 byte, trong đó có 3 byte 0 và 1 byte là 0xFF. Kết quả nó sẽ làm 8 led sáng rồi delay, kết thúc chương trình con. Như vậy chương trình con này được viết theo đúng lưu đồ này: sáng tắt 8 led delay rồi sáng 8 led delay. Đây là chương trình chính được viết theo lưu đồ này. Setup bọt IC chốt là gọi hàm khởi tạo các bọt vào ra của vi điều khiển bit. Hàm này được viết trong thư viện kit vi điều khiển bit on. While true là vòng lặp vô tận. Gọi hàm B301 8 led chớp tắt với thời gian delay là 100 mili giây. Khi gọi hàm 8 led chớp tắt thì nó sẽ thực hiện tắt delay, sáng delay rồi trở về. Chương trình chính lại tiếp tục gọi lại và cứ như thế 8 led cứ chớp tắt liên tục cho đến khi mất điện thì nó mới ngừng. Như vậy thì bước thứ 3 đã thực hiện xong, bây giờ sang bước thứ 4, tiến hành biên dịch và nạp file head vào vi điều khiển. Rồi sang bước thứ 5, tiến hành quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Đây là 8 led chớp tắt của module 32 led đơn. Bây giờ mời các bạn quan sát. Như vậy, 8 led đã chớp tắt theo đúng yêu cầu. Bài 301 đã thực hiện xong. Các bạn xem có vấn đề nào chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan sát. Mời các bạn thực hành bài 301 này. Bài tập 302, điều khiển 16 led chớp tắt. Mục đích thứ nhất là biết điều khiển 16 led chớp tắt. Thứ hai, biết dùng các hàm xuất dữ liệu module 32 led đơn. Thứ ba, biết vẽ lưu đồ điều khiển 16 led chớp tắt. Thứ tư, biết viết chương trình và quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước và đây cũng là một yêu cầu đơn giản nên bỏ qua bước số 1. Bây giờ sẽ đi vào bước thứ 2, tiến hành vẽ lưu đồ. Cũng giống như bài chớp tắt 8 led thì bài này có 2 lưu đồ. Lưu đồ chính tiến hành cấu hình, khởi tạo các bọt vào ra. Gọi hàm 16 led chớp tắt rồi lặp lại. Đây là lưu đồ 16 led chớp tắt, tiến hành tắt 16 led delay
rồi sáng 16 led delay. Kết thúc trở về lại chương trình chính. Chương trình chính lại tiếp tục gọi 16 led chớp tắt và cứ như thế 16 led chớp tắt mãi. Sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Hàng đầu tiên là khai báo thư viện Kitvi điều khiển. Tiếp theo là chương trình con B302, 16 led chớp tắt. Gọi hàm xuất 32 led đơn 4 byte và trao cho nó 4 byte 0. Kết quả 4 byte 0 này xuất ra điều khiển 32 led tắt, tiến hành delay mili giây với thời gian delay là DNL. Gọi hàm xuất 32 led đơn 4 byte có 2 byte 00 và 2 byte là 0xFF. Kết quả nó sẽ làm cho 16 led sáng. Rồi gọi hàm delay. Sau khi delay xong, kết thúc chương trình con. Chương trình chính tiến hành gọi hàm khởi tạo các bọt vào ra, vòng lặp while true, gọi hàm B302, 16 led chớp tắt. Và mỗi lần gọi như vậy thì nó sẽ làm cho 16 led tắt rồi sáng, tắt sáng và cứ thế. Kết quả ta được 16 led chớp tắt. Sang bước thứ 4, tiến hành biên dịch và nạp file head vào vi điều khiển. Rồi sang bước thứ 5, quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Mười sáu led đang chớp tắt. Như vậy, bài tập 302 điều khiển 16 led chớp tắt đã thực hiện xong. Các bạn xem bài này có vấn đề gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hiện bài tập 302 này. Bài tập 303 điều khiển 32 led chớp tắt. Mục đích thứ nhất là biết điều khiển 32 led chớp tắt. Thứ hai, biết dùng các hàm xuất dữ liệu của module 32 led. Thứ ba là biết vẽ lưu đồ điều khiển 32 led chớp tắt. Thứ tư, biết viết chương trình và quan sát kết quả trên kit vi điều khiển. Trình tự thực hiện gồm có 5 bước. Và bây giờ sẽ đi vào bước thứ hai, tiến hành vẽ lưu đồ. Có 2 lưu đồ. Một lưu đồ cho chương trình chính và một lưu đồ cho chương trình con. Và hai lưu đồ này cũng giống như các bài đã trình bày 301 và 302, chẳng qua là chúng ta mở rộng thêm số led mà thôi. Bây giờ sẽ sang bước thứ 3, tiến hành viết chương trình. Chương trình cũng giống như các bài đã trình bày, khai báo thư viện và chương trình con B303 32 led chớp tắt. Hàm đầu tiên là xuất 4 byte 00 ra module 32 led đơn làm 32 led tắt, tiến hành delay. Rồi lại gọi hàm xuất 32 led đơn 4 byte và lần này chúng ta trao cho nó 4 byte đều là 0xFF. Kết quả nó sẽ làm cho 32 led sáng. Rồi delay, kết thúc chương trình con. Chương trình chính tiến hành khởi tạo các bọt vào ra, rồi vòng lặp while true, tiến hành gọi hàm B303 32 led chớp tắt này. Như vậy thì chương trình của bài tập 303 này cũng giống như các bài đã trình bày. Sang bước thứ 4, tiến hành biên dịch và nạp file head vào vi điều khiển. Rồi sang bước thứ 5. Quan sát kết quả 32 led chớp tắt trên kit vi điều khiển. Như vậy, bài tập 303 này đã thực hiện đúng 32 led chớp tắt. Các bạn xem bài này có vấn đề nào chưa rõ thì mời các bạn đặt câu hỏi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiến hành thực hành bài tập 303 này.